kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi trên địa phương đại lộc phát triển sóng đài phát thanh truyền hình quảng nam những nội dung chính sau đây sẽ mở đầu chương trình hôm nay Bây giờ là nội dung chương trình. Trước tình hình phức tạp của mưa lũ và diễn biến thời tiết trên biển Đông, trong chiều tối ngày 10 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thành đã đi kiểm tra tình hình di dời dân và công tác phòng chống ngập lụt trên địa bàn huyện Đại Lộc. Về việc chủ động ứng phó với mưa lũ và áp thấp nhiệt đới, huyện Đại Lộc đã kiểm tra, rà soát phương án sơ tán các hộ dân trên địa bàn, khẩn trương di dời các hộ dân ở những điểm ngập sâu vùng ven sông, vùng trụng thấp, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. Đến nay đã di dời sen ghép 182 hộ trên 523 khẩu đến các nhà cao lụt, kiên cố hơn. Ước tính có khoảng 2.500 ngôi nhà bị ngập lụt, gần 25 ha hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở nghiêm trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thành đề nghị huyện Đài Lộc tiếp tục nắm bắt chặt chẽ thông tin từ Ban Chủ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ưu tiên sơ tán người dân theo phương án trên mức báo động 3. Dự báo mưa lớn kéo dài đến ngày 13 tháng 10 nên vùng hạ du sông Vu Gia sẽ tiếp tục bị ngập sau. Bên cạnh tập trung thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huyện Đại Lộc tiếp tục rà soát, đánh giá các vùng có nguy cơ cao bị lũ quét sạt lở để sơ tán nhân dân, cần đảm bảo tất cả các điều kiện sinh hoạt an ở vệ sinh cho người dân ở nơi được sơ tán. Nhận được tin báo của chính quyền địa phương, sáng ngày 11 tháng 10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam cùng với Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc khẩn trương huy động lực lượng và bà con nhân dân xã Đề Hòa tổ chức tìm kiếm hai vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua địa bàn được biết hai vợ chồng đó là anh Lê Tự Quốc sinh năm 1994 và chị Lưu Thị Hoài Sương sinh năm 1997, quê ở thôn Thanh Quýt Ba, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, đi đám cưới ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên từ chiều ngày 10 tháng 10. Khi đi về qua địa phận xã Đại Hòa, do mưa lớn nước lũ dâng cao nên hai vợ chồng bị nước cuốn trôi. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 10 giờ 15 phút ngày 11 tháng 10, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ban chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc và bà con nhân dân địa phương đã tìm thấy xác hai nạn nhân đưa về gia đình mai táng. Trước đó, cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc tiếp tục vượt lũ trong đêm đưa bệnh nhân Đặng Hồng Trâm, sinh năm 2010, quê ở xã Đại Minh huyện Đại Lộc, bị tai nạn chấn thương sọ não đến bệnh viện đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam điều trị kịp thời. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, cộng với lượng nước xả từ các công trình thủy điện ở thượng nguồn khiến vùng rốn lũ của huyện Đại Lộc ngập sâu trong nước. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó với lũ lụt theo phương châm 4 tại chỗ, nên huyện Đại Lộc đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cánh đồng Lập Thuận, vùng chuyên canh rau xanh của xã Đại Hồng, nằm trong lưu vực sông Vô Gia bị sạt lở nặng. Nước lũ gây sạt lở dài gần 100 mét, nhiều nơi nước lũ ăn sâu vào bờ đến 20 mét, hàng trăm mét khối đất canh tác của người dân trong vùng bị cuốn trôi đã có 187 hecta cây hoa màu, 30 hecta cây trồng lâu năm bị lũ cuốn trôi, thiệt hại ước tính trên 4 tỷ đồng. Trong cái đợt lũ ngày tóm vừa qua thì đối với đệ hồng thì bị ngập úng là 7 hecta. Hoa màu gồm là đu đủ, bí, ngô là đây là cái hoa màu vụ qua của bà con nhân dân. Bên cạnh đó là cái sọt lỡ dòng sông là lùm mất đất sản xuất là khoảng hecta với chiều dừa là khoảng 3 số. Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, huyện Đại Lộc đã thành lập nhiều tổ công tác về những vùng có nguy cơ sạt lở cao và ngập sâu trong lũ để vận động bà con di chuyển người già, trẻ em đến nơi ở an toàn. Tại những nơi sung yếu, nước chảy xiết, lực lượng tại chỗ bố trí thanh niên sung kích túc trực thường xuyên 24 trên 24 giờ để ngăn chặn không cho người dân qua lại, phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra đối với chúng tôi ấy, là lực lượng phương tiện để phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn là luôn được chuẩn bị rất chu đáo à, cho nên là khi có lệnh của bộ dân sự tính cũng như ban thường vụ huyện ủy của thường trực huyện ủy ủy ban dân huyện thì chúng tôi đã bố trí cano cơ động cùng với lãnh đạo huyện đi kiểm tra các điểm sung yếu cũng như là vào kiểm tra các cái hộ dân có nguy cơ xảy ra mất an toàn cho nên là nhờ cái sự chủ động cho nên đến giờ phút này là phải nói là Đại Lộc đã bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong thời gian đến thì đối với lãnh đạo quyền quỹ Ủy Bân sẽ tiếp tục là tập trung chỉ đạo bà con nhân dân, tập trung chỉ đạo các ngành các cấp là tiếp tục là thực hiện các cái phương án, các kế hoạch chi tiết cụ thể để mà tiếp tục là ứng phó với thiên tai và phòng chống lũ lụt trên địa bàn huyện Đại Lộc trong thời gian đấy và trước hết thì chúng tôi tập trung là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các cái thông tin về dự báo thời tiết để bà con nhân dân tiếp tục là nắm bắt và tiếp tục là có cái tạo nhận thức và có cái ý thức trong cái việc là tự bảo vệ bản thân của mình trước là cái ứng phó với thiên tai Mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng, lượng nước từ phía thượng nguồn đổ về với tốc độ cao nên vẫn còn diễn biến phức tạp. Huyện Đại Lộc yêu cầu tất cả các địa phương tập trung tối đa mọi nguồn lực và thực hiện đầy đủ phương án bốn tại chỗ để chủ động ứng phó đợt mưa lũ lớn còn kéo dài này. Huyện ủy Đại Lộc vừa sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. 9 tháng qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố đặc biệt là của dịch bệnh COVID-19, song dưới sự lãnh chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất của các thành phần kinh tế và nhân dân trong huyện, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm cơ bản ổn định và có kết quả tích cực. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 867 tỷ đồng, đạt 91% dự toán tỉnh. Diện tích và sản lượng cây trồng cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 4.379 tỷ đồng. Toàn huyện thu hút 5 dự án trong cụm công nghiệp và 6 dự án ngoài cụm công nghiệp. Đại Lộc cũng chỉ đạo các xã Đại Hưng, Đại Thắng, Đại Hiệp hoàn thiện các hồ sơ để cơ quan chức năng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được duy trì tốt, các chế độ chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục tăng cường. 9 tháng qua các cấp ủy Đảng kết nạp 57 đảng viên mới. 3 tháng còn lại cuối năm 2020, Đại Lộc tiếp tục tuyên truyền vận động người dân hạn chế việc sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ ở khu dân cư, ra soát lại việc giao đất rừng, việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp, chú trọng công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo công tác giao tuyển quân năm 2021 theo đúng kế hoạch, sẵn sàng lực lượng thường trực để triển khai hiệu quả phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Ngày 9 tháng 10, Công an huyện Đại Lộc công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về việc điều động và bổ nhiệm Công an chính quy, đảm nhiệm chức danh Công an xã lãnh đạo công an huyện Đại Lộc đã trao quyết định điều động 45 cán bộ chiến sĩ công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an 17 xã trên địa bàn. Như vậy, đến nay, công an Đại Lộc đã điều động 85 công an chính quy đảm bảo chức danh trưởng phó công an xã, công an viên về 100% xã trên địa bàn, góp phần nâng cao năng lực đấu tranh phòng chống tội phạm ở cơ sở. Vừa qua, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa cùng đoàn công tác kiểm tra công tác quân sự quốc phòng địa phương tại huyện Đài Lộc. Đoàn kiểm tra trên 6 mặt công tác gồm công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, công tác quân sự, công tác đảng, chính trị và công tác hậu cần kỹ thuật. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc đạt được về công tác quân sự, quốc phòng trong 9 tháng đầu năm. Nổi bật là công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền, nắm và quản lý chắc tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn làm tốt công tác huấn luyện, quản lý kỷ luật, công tác hậu cần quân đội và đối ngoại quân sự. Kịp thời chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai và phối hợp thành lập các khu cách ly tập trung, đảm bảo tốt việc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ được chọn báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ 8, đảng viên Phạm Ngọc Thành ở xã Đại Quang còn được ghi nhận trong phong trào nông dân sản xuất giỏi bằng một bề dày thành tích đáng nể, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, chứng nhận nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, đạt danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc và không ai khác, ông cũng là một điển hình về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một đảng viên gương mẫu khai mở phong trào làm giàu ở địa phương. Sau 10 năm làm bí thư Đảng ủy về hưu nhưng công việc của đảng viên Phạm Ngọc Thành vẫn chưa ngừng nghỉ ông trở thành thủ lĩnh quán xuyến công việc ở hai công ty và một hợp tác xã. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Phát chuyên chế biến nguyên vật liệu xây dựng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hùng Thanh chuyên chế biến lâm đặc sản và hợp tác xã nông nghiệp Minh Hòa nuôi gà nuôi heo. Tôi làm đây là cũng uh, mười mấy năm rồi. Nói chung công việc thì cũng ổn định, công ty cũng uh, uh, hỗ trợ nhiều thứ và bổ đổm công an việc làm cho đời sống công nhân. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Thanh, cơ người chính là ba nhà xưởng chế biến đồ gỗ có diện tích trên 8.000 m2, chủ yếu chế biến gỗ rừng trồng. Đây là cơ sở có nguồn đầu tư trên 17 tỷ đồng, mỗi năm làm ra 130.000 đến 150.000 sản phẩm, doanh thu từ 13 đến 15 tỷ đồng. Lao động thường xuyên được đóng các loại bảo hiểm, nhà xưởng áp dụng công nghệ tiên tiến, trang thiết bị máy móc hiện đại trong nước đang có nên trợ lực rất lớn cho người lao động, năng suất tăng cao, chất lượng đảm bảo. Bọn thân tôi là bởi vì, vì vừa là lãnh đạo cũ nhưng mà vừa không suy nghĩ rằng là là không lẽ là coi như là, là 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 mình cứ để cái đó nghèo á thì là mở miết như thế này đối với gia đình của bọn thân mình á là một động viên thì lùm thế nào để rồi là coi như mình nối họ là phát triển kinh tế xã hội phát triển làm già do đó như vậy thì ốm từ những cái suy nghĩ đó thì là cũng quyết tâm là bởi vì ngay lúc đầu lúc ban đầu là coi như là, là, là cái thu nhập nó cũng rất là hạn 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 chế và rầm rất là khó khăn thì thường cũng xuất phát từ cái khó khăn đó mà coi như cũng nghiên cứu rồi là về nghỉ hưu rồi cũng đi học tập học hỏi có cái nơi có cái chỗ để rồi mình về mình tiến hành mình triển khai công chuyện nó 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 được còn đây là trang trại có quy mô công nghiệp diện tích trên 3.600 mét vuông được ông đầu tư gần 20 tỷ đồng. Sau 3 năm kinh doanh trang trại đạt doanh thu 63 tỷ đồng, lãi ròng gần 5 tỷ đồng. Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh các đơn vị công ty do ông Thành và các thành viên gia đình quản lý trong 5 năm qua rất ấn tượng. Tổng số tiền đầu tư 39 triệu đồng, tổng doanh thu 92 tỷ đồng, tổng lợi nhuận 16 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 3 tỷ đồng. Tuy vậy, ông Thành cũng chia sẻ những lúc khó khăn. Nga trong cái chiến gòa tôi nuôi Nga từ đầu muốn nói này đây là cái kinh nghiệm sâu sắc tôi mắc nợ hơn một tỷ bậc cốm nhưng mà cái hắn chết lần đó là coi như là có nửa chuồng là hết năm nghìn con gò là cũng mắc mấy tỷ bậc nhưng mà cuối cùng là phải chấp nhận cái nó và đồng thời quá trình sau đó là là tổ lệ rồi hạt thêm về khoa học kỹ thuật hạt thêm về kiến thức để rồi mình lồn cái đoàn gò là đồng thời mình cũng hẹn họ và trả nợ đúng không trên cái tinh thần như vậy thì họ mới tổ ra cho mình mới có nguồn vốn chứ tự nhiên mình không bao giờ đâu có vốn để rồi lùm nga từ đầu có thể nói từ mô hình làm kinh tế của ông thành không chỉ khẳng định ý chí quyết tâm của một đảng viên gương mẫu nói đi đôi với làm mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết cùng nhau thi đua sản xuất kinh doanh giỏi vừa làm giàu cho bản thân vừa giúp ích cho địa phương xã hội phát triển nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc cho địa phương đại lộc phát trên sóng đài phát thanh truyền hình quảng nam hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi thanh ái chào tạm biệt